thưa các bạn, uh, ca khúc Người ở lại xác Ly do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác để tưởng nhớ trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 của binh chủng nhảy dù Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thì uh, cách đây 50 năm, vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa đã xảy ra một trận đánh rất khốc liệt giữa quân lực Việt Nam Cộng hòa và quân giải phóng. Và trong cái trận đánh đó thì uh, người tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù của phía Việt Nam Cộng hòa đã vĩnh viễn nằm lại sạc ly. Và trong cái video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lên đồi Sạc Ly năm xưa để khám phá sau 50 năm xem cái đồi này hiện nay trên đó nó còn lại những gì. đấy để lên sạc đi thì cái xe máy của tôi uh, nó yếu lắm không thể lên được bởi vì đường lên trên đó là nó rất là khó khăn, đèo dốc và tôi phải gửi lại ở nhà anh thầy, uh, người dân địa phương. Bây giờ phải đi cái xe của anh ấy, là cái xe nó như thế này, đây các bạn nhìn này, đấy, cái xe độ chuyên leo đèo núi nó có hai cái giảm sóc và cái lốp của nó nhìn cái ta lông của nó rất là sâu để nó bám đường. Thì bây giờ bắt đầu tôi và anh thầy sẽ bắt đầu hành trình lên Sạc Ly. Hôm nay thì đi lên kia là cũng phải mình chuẩn bị sẵn hương và nước uống rồi là kẹo để mình lên mình thắp hương trên đó. sau khi đi qua cái khu rừng cao su thì bắt đầu lên đến cái chỗ này là cái điểm nhìn có vẻ là thoáng đáng. thì tôi đứng lại tôi quay một chút các bạn có thể thấy phía tay tôi chỉ kia cái, cái mỏm cao nhất đó chính là đồi sạc ly và ở đây thì con đường đi thì mọi người có thể thấy rất là khó khăn đấy phía trước đấy nhá tôi quay phía bên này Đấy, phía trước đây là con đường rất là khó khăn, nó đi uh, men theo qua các cái đỉnh đồi để lên đến tới cái đỉnh cao nhất kia là cái điểm chúng ta sẽ dừng chân ở đó, chính là sạc Ly. Cái này nó giống như là một cái sống lưng khủng long vậy. Cái này nếu mà các bạn nào mà đi phượt ấy thì uh, phải tìm hiểu kỹ để không là vào trong này rất là dễ lạc. Đấy, cái con xe gọi là dã dạ chiến xe tự chế. Như thế này mà đi vẫn còn đuối đấy. Lên nhiều đoạn dốc là sợ tí nữa lên đoạn kia nó còn kinh hơn, không biết là có leo nổi không cơ. Đấy phía dưới thung lũng này. Bây giờ thì ở đây người ta trồng cây cao su. Các bạn ạ, đây toàn bộ cái thung lũng này là cây cao su. Một số vạt kia thì thấp hơn thì người ta trồng cà phê. Một dãy núi liên hoàn. Và trong cái dãy núi này thì cái điểm cao nhất chính là Sạc Ly nhá. Đấy là cái đỉnh cao nhất. Và nơi đặt cái căn cứ quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi xưa. Đấy còn nhìn phía bên đây. Bạt ngàn núi đồi chập trùng. Cô nó mọi người thấy cái đường đi nó kinh hồn chưa do nó mưa nên là nó bị lầy lội này cái này xe máy không đi được khả năng là không biết cái vòng bên đây có nó sang được không anh cứ thử vòng thử xem nào cứ thử vòng thử lên tới tí xong Đấy cái đường đi của nó ở đây nhưng mà xe máy không đi được Đang bảo anh thầy là vòng qua cái ngọn đồi bên này xem nó có sang được không Các bạn thấy chưa Cái con đường mà đi vào mùa mưa nó như thế này đấy Hôm nay là nó đã nắng 3 ngày nó không mưa Trời nắng ráo nó mới được như thế này chứ còn Bình thường thì Ngày nào nó mưa thì cái con đường này nó khủng khiếp cỡ nào Đấy vừa lên cái con dốc này thì anh em tôi dừng nghỉ chân uống nước đã Chuẩn bị bắt đầu là đến gần chân núi rồi Đây Các bạn nhìn thấy cái đỉnh nhọn nhọn Tít trên cao cả chỗ cái đám mây trắng đấy Đó chính là đồi sạc ly Ở đây thì tôi nhìn thấy có cái mái nhà đỏ đỏ ở trên đó rất nhỏ mờ mờ nhưng mà có lẽ quay trên video này không biết các bạn có nhìn thấy không Cái lối mà tôi đi lên sạc đi từ hướng này Thì là bắt đầu từ xã Poco đi ngược lên Tức là theo cái đường mà từ Poco đi xa thầy đấy Thì bắt đầu đi vòng lên Thôi có lẽ là anh em mình tiếp tục hành trình Đi được 30 phút rồi nhưng mà không biết là từ đây lên đến đỉnh còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa Đấy là đi xe máy nhá Tôi dự kiến khoảng tầm một tiếng đến một tiếng rưỡi nữa thì mới lên đến tới nơi Lên đến cái chỗ ngã ba đường à, Trong cái hành trình lên đồi sạc đi thì Chỗ này là một cái khu rừng thông Chỗ này thấy có công nhân người ta đến người ta cạo mủ thông à đây là nhà lán trại họ ở luôn trên đây Đây là người giao nhá Người giao họ ở ngoài Lạng Sơn họ vào đấy Đây các bạn nhìn cái bảng uh, xi măng này Đi uh, tay trái là 1015 Chính là sạc ly Còn uh, tay phải là 1049 uh, Là Delta Thì bây giờ mình uh, Theo cái lối này Là bắt đầu lên sạc ly tiếp theo Xe còn nóng máy quá không anh? Mình lên chỗ nào bằng phẳng ở trên gần trên kia thì mình nghỉ để cho nó nguội máy đã đúng không? Đấy. Xe như này mà nóng máy còn không đi nổi. Gần sát đến chân đồi sạc ly thì ở chỗ này thấy cũng có một cái ngôi miếu nhỏ và tôi cũng đã vào thắp hương ở đây. Ờ, ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng ở trên đỉnh sạc ly đấy đỉnh đồi sạc ly kia và chúng ta có thể nhìn xa xa trên đấy là thấy có một cái nhà nhỏ nhỏ mà có mái ngói đỏ đó bây giờ thì có lẽ là hai cái đoạn khó khăn nhất chính là bắt đầu leo lên cái đỉnh sạc ly kia cái độ dốc ở trên đấy có khi nó lên khoảng 40% đấy các bạn nhìn thấy nó chéo ngang màn hình như này Chỗ đó thì chắc chắn là phải đi bộ rồi Đỉnh đồi sạc đi Chúng ta nhìn xa xa thấy trên đấy thì không có các cái cây cổ thụ to đâu Mà chủ yếu là các cái cây bụi, cây gai Thấp lè tè Trên đấy thì một màu xám xịt Ngay cái phần đỉnh cao nhất kia kìa Cây cỏ vàng úa ở trên này vốn dĩ đã vắng người yên tĩnh mà hôm nay thì nó lại đang vào buổi trưa nên là càng vắng vẻ khu di tích lịch sử điểm cao 1015 1 km Đấy, bắt đầu chuẩn bị lên đến cái đỉnh cao nhất thì các bạn đây thấy một con đường dốc đá phải nói là kinh hồn đấy nó dốc như kia mà xe của anh thầy kia mà lên đến kia là cũng không đi được luôn giờ tôi phải lên tôi đẩy xe cho anh ở đây dốc dựng đứng để đấy em đẩy cho anh chờ tí em đẩy cho hôm nay là đi hai người là vì vậy là nếu mà đi xe máy trường hợp mà nó khó khăn quá cần có người là phụ đi một mình mà lên đây mà xe mà không lên được mà nằm ra thì một mình là chịu thua luôn vất luôn à đấy các bạn hình dung cái con rốc nó kinh chưa Chỗ này nó không phải 40 độ mà nó phải 45 độ Liệu nó có trôi xe không? Anh để nghiêng ngả nữa đi còn nó đổ xe là nó bị hết xăng đấy Là mình đi về lại khổ Đấy đúng rồi ừ. Không thể đi được cái gì nhìn nó dốc như thế này đấy. Nó có trơn không? Đấy. Khả năng tôi phải bỏ máy quay ra chứ tôi đi vừa quay chỗ này dốc nguy hiểm quá. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm. Đây cái đoạn dốc cuối cùng lên đến đỉnh đồi Sạc Ly nó như thế này đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Gian nan vất vả không? Đi bộ không là cũng thấy nó nguy hiểm rồi. Còn 20 mét nữa là chúng ta đứng đây có thể nhìn thấy cái tấm bảng người ta ghi này Di tích lịch sử điểm cao 1015 Còn 20 mét cuối thôi Chúng ta cố một tí nữa là tới rồi Mưa nó xoáy con đường nó đất đá lởm chởm rất là trơn trượt đấy Sau khi thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở cái nhà bia tưởng niệm này thì bây giờ tôi sẽ đi quay xung quanh cái đồi Sạc Ly này cho các bạn cùng xem. Ở đây thì chúng ta có thể thấy cái tấm bia đá là ghi là bia di tích lịch sử cao điểm 1015. Thì cái nhà bia tưởng niệm này là do sư đoàn 320 của quân đội nhân dân Việt Nam quyên góp và cùng với lại nhân dân là xây dựng nên cái nhà bia tưởng niệm này. Phía trước nhà bia là một cái cột cờ. Lá cờ Tổ quốc tung bay giữa nền trời xanh trên đỉnh Sạc Ly. Sạc Ly là một cái địa danh nằm giáp danh giữa ba huyện Đắc Tô, Sa Thầy và Ngọc Hồi của tỉnh Con Tum. Đây cũng là một cái căn cứ quân sự cũ của Mỹ đã bỏ hoang. Thì vào năm 1972, phía Việt Nam Cộng Hòa thì người ta gọi là mùa hè đỏ lửa đấy. Còn phía quân giải phóng thì gọi là chiến dịch xuân hè 1972. Thì xảy ra những cái trận đánh ở những cái khu vực này. Và Sạc ly thì là một trong những cái cứ điểm trong cụm cứ điểm liên hoàn do Lữ đoàn 2 của Sư đoàn nhảy dù Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấn giữ và cái đồi sạc ly này thì cái đơn vị mà đảm trách nhiệm vụ phòng thủ đó chính là Tiểu đoàn 11 nhảy dù cái bối cảnh lịch sử nó như thế này tức là vào năm 1972 thì uh, quân giải phóng đã mở chiến dịch Xuân Hè và để đánh vào những cái cụm cứ điểm ngoại vi Phòng thủ cho cái căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh Đây thì bây giờ tôi sẽ đi ra phía này để tôi chỉ cho các bạn xem về cái căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh nó nằm ở đâu Và cái vị trí chiến lược của cái đồi Sạc Ly này nó như thế nào Phía đông của đồi Sạc Ly chúng ta có thể nhìn thấy khu dân cư ở rất đông đúc bên kia Đó là thị trấn Đắc Tô của huyện Đắc Tô và lùi sang bên đây một chút phía tay tôi chỉ thẳng xuống đây là xã Tân Cảnh và cái xã Tân Cảnh này thì ngay chỗ tay tôi chỉ đây đó chính là sân bay Phượng Hoàng đấy ở cái khu vực này thì ngày xưa là quân lực Việt Nam Cộng hòa bố trí một cụm cứ điểm phòng thủ rất mạnh cấp sư đoàn để mục đích là ngăn chặn uh, quân Giải phóng miền Nam vượt ngã ba Đông Dương để tấn công vào chiến trường Bắc Tây Nguyên thì uh, Sắc ly này là nó có cái độ cao là 1015. Đấy, nó là cái nơi mà cao nhất ở trong cái khu vực này. Do đó là ở trên này là quân lực Việt Nam Cộng hòa người ta bố trí các cái cụm cứ điểm uh, hỏa lực rất mạnh về pháo binh. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn sang bên đây nó vướng cái dãy núi chỗ này không nhìn thấy được nhưng mà cách đây khoảng 30 km đó chính là Ngọc Hồi ở đó thì ngã ba ngọc hồi người ta gọi là ngã ba đông dương đấy giáp danh giữa lào campuchia và việt nam và đường mòn hồ chí minh ngày xưa là quân giải phóng là đi theo đường đó để tiếp cận vào chiến trường miền nam đấy nên là chúng ta có thể thấy là cái vị trí quân sự chiến lược của cái đồi sạc ly này chưa ở đây thì chỗ này là thị trấn đắc tô còn lùi xuống đây một chút nữa thì là thị trấn Đắc Hà và cách đây khoảng 45 cây số thì là thị xã Con Tum. Đấy. Và trong cái cụm cứ điểm này thì do sư đoàn 22 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng hòa trấn giữ thì cái sân bay Phượng Hoàng này này là cái sân bay chiến lược. Do đó thì đặt hỏa lực ở trên đây thì chúng ta vừa quan sát được phía tây của đường 14. Các bạn nhìn từ tay tôi chỉ nhá. Từ bên này sang bên này, từ trái sang phải. Đấy, đó là con đường 14 nó đi qua đây và phía dưới này là sông Poco. Ở chỗ này thì tôi không nhìn thấy rõ nhưng mà tí nữa đi phía nam của cái đồi Sạc Ly để thì dòng sông Poco nó hiện lên rõ ràng hơn. Đấy các bạn đã thấy về cái vị trí chiến lược của đồi Sạc Ly chưa? Nên là từ những năm 60 là Mỹ đã đặt căn cứ quân sự ở trên đây. Đặc biệt là điểm mạnh về pháo binh, đứng ở trên điểm cao này mà nã pháo xuống khu vực dưới kia thì các bạn biết rồi đấy. Mà ở đây thì là cái địa điểm nó cao này Địa hình đồi dốc này thì Rất là khó tấn công lên đây Đấy nên là cái vị trí chiến lược của nó là như vậy Và lúc đó thì uh, Lữ đoàn 2 nhảy dù uh, Đã được Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bố trí uh, Để phòng thủ cái cụm cứ điểm ngoại vi uh, Bảo vệ cái căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh Là nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 22 Bộ binh của Việt Nam Cộng Hòa à, Chúng ta có thể nhìn thấy Cái ngọn núi phía bên kia à, Đó chính là căn cứ Delta Hay còn gọi là điểm cao 1049 Ở à, nơi đó cũng là Cái căn cứ của Lữ đoàn 2 nhảy dù Và một tiểu đoàn dù cũng Đóng quân để trấn giữ ở đó Ở à, đó với lại đội sạc ly này Cùng với lại các cái căn cứ Trong cái, cái địa bàn khu vực của con tum này Nó là căn cứ liên hoàn Để hỗ trợ phòng thủ Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi lên cái khu vực phía bên tay phải của cái cổng lên này. Ở bên kia thì là đền sĩ tử của sư đoàn 320. Còn bên đây bãi đất trống mà có vẻ là rộng rãi hơn. Thì xưa kia nó chính là cái nơi đặt sở chỉ huy của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Đây chúng ta thấy cái bảng này là công trình thanh niên là người ta trồng các cái cây thông này nhằm mục đích phủ xanh cái đỉnh đồi Sạc Ly này. Ở đây người ta có cái bạt để người ta hứng nước phục vụ tưới cây. Thì các bạn có biết cái hố này là cái gì không? Đấy. Cái hố này sau bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn nguyên, chính xác là 50 năm rồi. Vẫn còn nguyên hình hài cái hố Và cái nơi này đó chính là cái hầm chỉ huy Của uh, tiểu đoàn 11 nhảy dù năm xưa đấy các bạn ạ Ngày 12 tháng 4 năm 1972 Thì một trái đạn pháo 130 ly của quân giải phóng Đã rơi trúng cái hầm chỉ huy này Và lúc đó thì uh, Trung tá Nguyễn Đình Bảo Tiểu đoàn trưởng tử trận Đấy cái căn hầm bao nhiêu năm nay Vẫn còn nguyên các bạn nhé Cái vách đá kia nó rêu phong kìa ở đây thì là đá vụn thôi chứ không phải đá nguyên khối. Khi mà cái trận chiến uh, mùa hè đỏ lửa thì uh, trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 1972 thì uh, trung đoàn 64 của sư đoàn 320 quân giải phóng tấn công thì đã chiếm hoàn toàn cái cứ điểm Sạc Ly này. Và sau cái trận đánh đó thì uh, các bạn có biết là cái thương vong như thế nào không? hơn 300 người lính của sư đoàn 320 và phía Việt Nam Cộng hòa thì uh, uh, nghe nói là khoảng 200 người đã nằm lại đỉnh đồi Sạc Ly này. Các bạn thấy cái con số thương vong nó khủng khiếp như thế nào chưa? Chỉ trong có uh, mấy ngày chiến trận. Ở đây thì uh, sau khi mà thất thủ thì uh, tiểu đoàn 11 nhảy dù đã rút về phía Tây Bắc là rút về phía đây này, các bạn nhìn thấy nhá. Chỗ này bắt đầu là sườn nó thoai thoải để về cái căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh Tức là về xã Tân Cảnh, chỗ sân bay Phượng Hoàng kia kìa Chứ bởi vì lúc đó thì cái hậu cứ của Lữ đoàn 2 nhảy dù là nó nằm ở giữa Con Tum và Đắc Tô này Thì nó quá là xa Do đó thì là họ đã chọn cách rút quân theo cái hướng này Hướng tay tôi chỉ đây là hướng uh, Tây Bắc Và họ rút về hướng này để về căn cứ Tân Cảnh Còn hướng tấn công của quân giải phóng thì về hướng Tây Nam là phía bên này Hướng tính từ chỗ đồi căn cứ Delta ngược lên trên đây Và sư đoàn 320 là cái đơn vị chủ lực để đánh chiếm cái, cái cứ điểm trên đây Đấy các bạn nhớ nhé Đây là người ở lại Sạc Ly là cái hố này này Và cũng nói là gì Cái trái đạn pháo 130 ly đó thì làm cái sập cái hầm này và người tiểu đoàn trưởng của nhảy dù tử trận thì ông cũng coi như là nằm lại vĩnh viễn ở cái ngọn đồi Sạc Ly này. Có nghĩa là gì không thể lấy được xác để mang về à, bởi vì sau khi trận đánh mà à, tiểu đoàn 11 rút quân hết xuống cái chân đồi này thì bắt đầu là B52 ném bom giải thảm toàn bộ trên cái khu vực đồi Sạc Ly này để nhằm xóa sổ chiến trường. Và chính những cái Uh, máy bay B-52 đó gây ra sát thương rất lớn đối với lại những người lính của sư đoàn 320 Và các bạn biết rồi đấy cái tấm bia tưởng niệm kia là nhằm tưởng niệm Hơn 300 chiến sĩ của quân giải phóng nằm lại đồi sạc ly Nên là uh, Trên cái đỉnh đồi sạc ly này thì uh, Có nhiều những uh, liệt sĩ Và những tử sĩ của phía Việt Nam Cộng Hòa là nằm lại mãi mãi nơi đây Không lấy được xác về các bạn thấy chiến tranh nó khốc liệt như thế nào chưa? Sau khi thắp hương ở bên cái nhà bia tưởng niệm các chiến sĩ của sư đoàn 320 thì tôi với anh thầy sang đây cũng thắp hương trước cái khu vực mà ngày xưa từng là cái hầm chỉ huy của tiểu đoàn 11 nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh đốt cái giấy nó lên thì nó mới cháy được. đấy trước cái chỗ này là nó có một cái đống đất to chưa nhìn như cái đống mối vậy có lẽ là cái dấu vết ngày xưa người ta đào cái hầm này xong là đất thường người ta đổ lên trên này đấy ở chỗ này ô oh, lại thấy cái này Cái này là, nó dỉ như này là chính là những cái mà dấu tích còn sót lại từ năm 1972 thời chiến tranh đấy Không biết nó là cái gì Có lẽ nó là một cái nụ xòe hay là cái đầu nổ gì của vũ khí không Mình đoán thế 50 năm người nằm lại một ngọn đồi thì diện tích không lớn đâu nhưng mà thấm đẫm máu của những người lính của hai bên chiến tuyến năm xưa mình thắp nén nhang này để mình cũng cầu mồ cho các cái tử sĩ của phía Việt Nam Cộng Hòa Đấy, các anh được siêu thoát về với lại thế giới bên kia Bây giờ thì tôi tiếp tục đi về phía nam của đồi sạc ly và đứng trên đó thì chúng ta sẽ cùng nhìn toàn cảnh của những cái địa danh xung quanh đồi sạc ly này. Mời các bạn tiếp tục hành trình cùng tôi. Đấy, dọc đường đi thì vẫn thấy những cái nắp hộp này. Tôi nghĩ những cái nắp này là những cái hộp đồ ăn ngày xưa. Ui, đây thì còn cái này không biết là cái gì mà cái có vẻ rất dày đây hai cái miếng sắt rất là dày luôn tôi nghĩ là các cái mảnh đạn pháo nó còn lại ở trên đỉnh đồi này cái này là cái gì đây nhìn nó giống như là cái ly uống nước nhưng mà cái đầu này nó bị thủng ra và chế tác nó lại có cái bên cạnh như này giống như là cái ngoài nổ có lẽ nó là một cái đầu đạn pháo đấy đứng bên đây chúng ta có thể nhìn thấy thẳng tay tôi đây là phía tây và bên đó chính là nước bạn campuchia và cái dãy núi này này người ta gọi là dãy chư mom dây đỉnh xanh xa mờ phía xa giáp danh giữa biên giới Việt Nam và Campuchia Mấy cái đỉnh như chúng cái này là không cao bằng cái sạc ly đâu nhá Sạc ly là cao hơn Đấy các bạn nhìn thấy nhá Phía bên kia là rừng cây nó mọc tốt xanh tươi như thế Nhưng mà đây trên sạc ly các bạn thấy đấy Không có một cái cây to nào mọc được đâu Chỉ có toàn mấy cái cây bụi với lại rêu như này thôi đó chính là trong những cái lần mà người ta giải chất độc Dioxin bây giờ cái dư chất nó vẫn còn là một trong những cái nơi mà còn nồng độ Dioxin cao nhất Việt Nam đấy. Cái đơn vị nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa người ta vẫn thường gọi là những thiên thần mũ đỏ và cũng được đánh giá là một cái đơn vị thiện chiến nhất và là lực lượng tổng trư bị sau khi cái căn cứ sạc ly này thất thủ thì cuối tháng 4 năm 1972 thì cụm cứ điểm phòng thủ rất mạnh là căn cứ Đắc Tô Tân Cảnh nơi đặt bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa cũng bị thất thủ nó mở toang cái cánh cửa để tiến vào thị xã Con Tum của quân giải phóng và sau khi mà thất thủ ở Đắc Tô Tân Cảnh thì Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bố trí uh, sư đoàn 23 bộ binh do Đại tá Lý Tòng Bá chỉ huy Và uh, để tái bố trí lực lượng và phòng thủ thị xã Con Tum lúc bấy giờ Đấy thì uh, cái bối cảnh lịch sử của cái trận Sạc Ly uh, nó là như vậy uh, Có lẽ là để mà nói về lịch sử chiến tranh Việt Nam thì nó dài quá Trong uh, nội dung clip này thì uh, tôi chỉ nói chủ yếu về cái trận đánh Sạc Ly thôi hơn 500 người lính của cả hai phía, Việt Nam Cộng hòa và quân giải phóng cũng đã hy sinh tại cái ngọn đồi này. Nên là để mà giành được độc lập thống nhất đất nước thì không tránh khỏi những cái sự hy sinh mất mát đó. Do vậy thì chúng ta vẫn hay có cái câu khẩu hiệu đấy, đời đời nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ. Không có những anh hùng liệt sĩ thì không có cái Uh, bình yên độc lập như ngày hôm nay đâu các bạn ạ. Cũng uh, phải nói lại một chút là khi mà lúc tử trận ấy thì uh, uh, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Bảo của Việt Nam Cộng hòa lúc đó ông mới là hàm trung tá. Sau khi ông uh, mất thì mới được uh, quân lực Việt Nam Cộng hòa vinh thăng lên là hàm đại tá. Đấy uh, <laughs> và cũng cái trận chiến trên uh, đỉnh đồi Sáng Đi này thì uh, phía quân giải phóng cũng một người tiểu đoàn đã nằm lại tại đây chứ không phải chỉ riêng phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa đâu và cái người uh, tiểu đoàn trưởng của quân giải phóng nằm lại đó là thiếu tá Đàm Vũ Hiệp và hiện nay thì mộ liệt sĩ Hiệp uh, nằm ở nghĩa trang liệt sĩ Sa Thầy chứ không phải là chỉ riêng uh, phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị uh, thiệt hại một người chỉ huy đâu quân giải phóng cũng tương tự như vậy đây, bây giờ đến cái chỗ gần cái hầm chỉ huy của tiểu đoàn 11 nhảy dù năm xưa thì nó có cái chi tiết này. Đấy, cái hầm bên kia thì chỗ này tôi thấy có cái hình là hai cái trái tim xếp bằng đá đặt cạnh nhau. Cái này thì không biết là ai là người xếp thì không biết được. Nhưng mà tôi đến thì tôi thấy xếp nhưng do cỏ nó mọc thì cũng nhìn nó cũng mờ mờ thôi đây các bạn nhìn thấy này đấy theo hướng tay tôi chỉ nhá ừ. lên đây vào kia là một trái tim sang bên đây đây cái này nữa đấy cũng là hình một trái tim nữa đặt cạnh nhau nhưng mà cái trái tim bên này có vẻ là nó, nó mất rồi sao ấy mình thử đặt lại xem nào đây đặt ra như này thì có lẽ nó sẽ gần giống hơn Đấy. Cái này thì cũng chả biết là mục đích làm gì đâu Nhưng thấy họ đặt như vậy Thì mình thấy nó mất mấy hòn đá Chỗ này là không nhìn rõ Đặt lại cho nó có vẻ nó dễ dàng nhìn hơn thôi Đã 50 năm qua Kể từ ngày sạc ly im tiếng súng Nhưng trên đỉnh đồi sạc ly năm xưa Vẫn còn một màu xám xịt Bởi cây cỏ không mọc được Do tồn dư của chất độc dioxin và cái tiểu đoàn 11 được mệnh danh là song kiếm trấn ải của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi thất thủ ở đây thì người tiểu đoàn trưởng là Trung tá Nguyễn Đình Bảo ông đã vĩnh viễn nằm lại nơi này và chính cái câu chuyện đó đã làm nên cái niềm cảm hứng để nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác nên ca khúc Người ở lại Sạc Ly Bây giờ thì tôi cũng xin dừng video tại đây Uh, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.